Hello, lại là em đây. Xin gửi tới tất cả quý khán giả trên kênh của em, những người vào trước và những người chuẩn bị vào sau. Lời đầu tiên thì cho em xin thông báo với các bác, video này sẽ dài dài. Thì các bác cố gắng lắng nghe, em sẽ chia sẻ một dòng cây, đó là cây chậu các bác nhé, cây chậu nhé. Em nhắc lại, cây chậu. Đó, rừng cây chậu này thì là được trồng trên một đồi keo đã khai thác đó, mới khai thác một đồi keo xong. Tại sao khai thác, sau khi khai thác một đồi keo thì lại quyết định trồng cây chậu, và tại sao khi trồng cây chậu lại trồng xen cây keo đó, và tại sao không trồng cây bồ đề? Đấy là những cái lý do mà em sẽ dẫn giải chi tiết cho các bác, cặn kẽ cho các bác trồng rừng tham khảo. Thì đây các bạn, cây chậu này thì về độ độ tuổi của cây chậu là từ lúc trồng bằng hạt đến giờ là được 5 tháng tính âm lịch các bác nhé. Bây giờ đang tháng 5 âm lịch, 5 tháng trồng bằng hạt. Có cây mới lên cách đây 1-2 tuần, cũng có cây lên cách đây 1 tháng, có cây cách lên cách đây 5 tháng. Đó, lý do là thế này. Đây, em sẽ chọn một góc đây cho các bác xem. Đấy nhá các bác nhá. Phân tích cho các bác nhá. Cây cây này là bố mẹ em nhặt hạt vào khoảng tháng 11, tháng 10, tháng 11 âm lịch. Rồi về bóc vỏ và đem lên trồng luôn. Đó, đem lên trồng luôn thì với cái vào thời điểm đấy thì thời tiết gọi là gần Tết các bạn. Thì gần Tết thì các bác biết đấy, không khí nó không, nó lúc nào nó cũng lạnh thôi. Đấy, không khí lạnh, gió mùa đông bắc. Ở đây giới thiệu với các bác luôn, em ở thuộc tỉnh Hà Giang nên là vào thời điểm cuối năm mùa đông kéo dài 3 tháng đấy, nó rất là lạnh nên là cây này khi được trồng xuống ấy thì có những cây hạt già tốt thì nó lên được luôn. Và có những cây tại sao bây giờ nó mới lên, nó không lên đều, là có những hạt trên cây đi thu về, nó không phải hạt nào cũng già, hạt nào cũng đủ tuổi để lên. Nhưng với một vấn đề là nó vẫn sẽ lên. Đến thời điểm hiện tại cây này nó lên 100% các bác. Mỗi hố chỉ nên trồng một hạt, nó lên 100%. Ví dụ như cây này chắc chắn vừa mới lên được 1 tháng các bạn. Tại sao em nói là nó lên được 1 tháng? Vâng, thì là sau khi rất kỳ vọng khai thác đồi keo này xong thì là cây chậu này nó lớn nhanh hơn cây keo, thậm chí nó lớn nhanh hơn cây bồ đề các bác nhé. Cây bồ đề lớn nhanh hơn cây keo rồi, nhưng mà cây này nó lại còn lớn nhanh hơn cây bồ đề cơ. Nhưng các bác lưu ý cho em là cây này nó xếp vào một dòng cây tạp đó, không phải là một dòng gỗ ví dụ là đấy cây tạp, nhưng mà nó lại thẳng đẹp, chất gỗ nó giống như chất bồ đề. Tội nối là nó hay bị vỡ nên là những cái xưởng người ta lấy không được giá, giá của nó chỉ dao động. Ví dụ cây bồ đề giá đầu hai là 2 triệu, 3 triệu chẳng hạn, cứ đầu 3 là 1,3 triệu, đầu 4 là 1,4 triệu, nhưng mà cây này nó không được, cây này nó chỉ được xô giá 1 triệu đến 1 triệu, 1,2 triệu thôi. Nó mua xô to nhỏ, nó mua xô, đấy là cái nhược điểm của nó. Cái ưu điểm của nó là lớn nhanh và thẳng cây. Cây thì màu trắng giống cây bồ đề. Đặc tính của nó là cũng hay vỡ khi mình cắt ấy. Cắt mà gặp nắng nó hay vỡ thôi, nhưng mà tỷ lệ vỡ nó cũng chỉ chiếm đâu khoảng ít thôi, nó không đáng kể. Đại thể là nó hay vỡ hơn những cái cây keo hoặc cây bồ đề, nên là đấy là những nhược điểm của nó. Và hơn nữa là dòng này là, lại nhắc lại, nó là dòng gỗ tạp. Đấy nên là thủ tục để đi buôn bán nó hơi khó. Nếu mà các bác gần xưởng, các bác chỉ bán quanh quanh khu vực gần xưởng thôi các bác, không đi xa, là thủ tục chắc vẫn phải làm được thôi, bởi vì rừng mình trồng lên thành rừng rồi đúng không các bác? Đấy, thì tại sao là trồng xen cây 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 keo? Kỳ vọng lên, kỳ vọng rất nhiều về một dòng cây lớn nhanh đó. Ông bà trồng lên rồi, lên thứ nhất là thấy nó lên không đều quá ạ. Lúc đấy nó lên không đều một chút nào đâu. Để em sẽ đưa cho các bác xem nhé. Bây giờ chẳng qua dưới cỏ thôi đây. Thậm chí như cây này chắc nó chỉ mới mọc được
một hai tuần này thôi. Đấy, đấy, thân nó vẫn còn đỏ lừ này. Đây nó không phải còi này, đỏ đỏ này. Lúc lúc nó mọc lên nó đỏ rồi. Đấy thì là cây nó đã như thế rồi. Lúc đấy nó lên được, cái đồi này nó lên được khoảng 50 năm 50 50 các bạn. Cách đây một tháng, keo mới trồng xuống một tháng mà. Thì cách đây một tháng nó lên được 50 50 thôi nhá. Tức là nó lên được 50% lưa thưa, đồi này lưa thưa chưa đều. Và có cây chưa thấy lên, thế là quyết định, bố mẹ em quyết định là lại lấy thuốc về phun. Phun coi như phun hủy bỏ. Phun hủy bỏ. Lẽ ra có giống bồ đề thì đem bồ đề xuống trồng, bởi vì bồ đề giá trị nó hơn cây keo. Nhưng mà đến thời điểm cách đây một tháng thì hạt giống bồ đề đã hết rồi. Thế là quyết định phun đi. Phun đi để trồng keo. Lại thêm một cái lý do nữa là không biết ông bà nghe đâu là bảo có mấy mấy người cũng mới trồng nhưng mà không tìm hiểu, bảo cây này sau này họ không lấy, thế là ông quyết định trồng keo. Đó, đây là cây keo đây. Quyết định trồng keo. Cây keo này trồng được một tháng các bác nhé. Cách đây một tháng các bác thấy em quay cái video trồng cây keo đấy. Đó, thế là quyết định trồng cây keo, không có hạt bồ đề trồng cây keo. Phun cỏ hết rồi mà cây này ưu điểm nó sức sống nó khá là phun nhưng mà không chết cây nào các bạn. Nó chỉ héo héo ngọn đi. Thuốc diệt cỏ tổng hợp nhé các bác nhá. Nhưng mà nó chỉ héo ngọn đi. Đó, những cái cây thời điểm ấy lên ấy. Xong sau khi phun cỏ chết hết đi, những cái cây non mới chưa lên lại bắt đầu lên. Và những cây này cũng chỉ được tháng hơn tháng tí thôi. Phun xong là để đến lúc trồng xong, đến lúc trồng nó bắt đặt một phần đang lên rồi. Đấy thì bây giờ tỷ lệ nó lên đều như này, đây các bác nhìn cây này nhá. Đó sang cây này. Lại sang cây kia. Đó rất là đều luôn bây giờ. Đấy, đây các bác thấy cây bồ đề à, cây cây keo được nhét vào đúng cây này. Và thời điểm đấy cây này là được phun đi rồi, táp ngọn đi rồi. Nhưng mà không chết, không ảnh hưởng gì, vẫn mọc đều đều. Rồi thời điểm đấy nhá, cái đoạn cây này nó lên bằng này này. Đó, nó táp ngọn đi. Bây giờ trong một tháng nó đã lên được như này. Thậm chí cây kia lúc đấy là nó cao hơn nên nó không dính ngọn, nó không dừng. Nó vẫn ảnh hưởng, nó chỉ không chết thôi. Nó ảnh hưởng, nó dừng một thời gian. Cây kia là lúc đấy nó cũng cao. Có khả năng lúc phun nó chưa có cây nào cao bằng này. Cây nào cao nhất là bằng cây này. Đó, cao nhất bằng cây này thì phun không trúng. Còn những cây thấp hơn, ví dụ cây thấp hơn này, không không tuy là không trúng nhưng nó vẫn bay vào nhé các bác nhé. Đây nó vẫn gọi là vẫn bay vào, nhưng mà đấy như cây keo nặng thế đây các bác, trồng ngay vào đây, quyết định nhét ngay cây keo vào đây. Đó như cây này lúc đấy nó cao thì nó không trúng, thế nó cứ thế mà đà nó phát triển lên đấy. Bây giờ nó cao nó phải gần, ai chà, cây này phải tầm 1,8 m các bác. Đây các bác nhé, đây xem em đưa tay đó, đây là ngang 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 mặt em nhé. Đây, đưa tay lên các bác nhìn nào. Thân nó mập mạp này, thẳng từng. Giống cây này là nó rất là thẳng. Thẳng trồng lên thành đồi nó thẳng các bác. Nó rất là thẳng luôn. Đó, cây này ở bên Yên Bái em thấy họ trồng nhiều nhá, ở nhiều nơi họ họ cũng trồng nhiều. Đấy nhá, các bác nhá. Ngay cả cây này. Cây này đây. Cây keo ở dưới này thì làm sao mà mọc nổi nữa. Đấy, là cây keo thì mua giống keo tai tượng các bác nhá. Cũng cây giống khá là đắt, mất bao nhiêu phân do công cán cuốc vào trồng vào đây. Giờ nó lại như này, đây các bác nhìn này. Giờ cây này đây, đây cây này vẫn cũng chắc mới mọc tháng này. Đây lại tiếp cây này đây. Đây cây này mới mọc đây, mới mọc luôn đây. Cây này chắc là mới mọc rồi, nó mọc rất nhanh, lớn nhanh. Đây cây keo này không lại nó được đâu. Nói chung là không lại tinh máu được. Đây cho các bác xem. Quay lên đoạn trên các bác nhìn mới thấy nhá. Tất cả những cây cao cao là cây trầu các bác nhá. Cây cao cao là cây trầu. Đó thì các bác à, lưu ý giúp em là đây, à đây được cây bồ đề tự mọc này. Các bác lưu ý giúp em nhá, là cây trầu khi các bác trồng, thu hạt về các bác trồng, các bác đừng xót ruột. Các bác nhớ trồng xuống. Và các bác nên nhớ là phải để trồng xuống, và phải nếu mà cỏ mọc các bác khoanh khoanh gốc cho cỏ quang thì nó mới mọc được. Đó đây các bác, đây cây keo cũng có cây đẹp này. Bây giờ thì là một bài toán nan giải đây, rất chi là nan giải các bác ạ. Bài toán mà
Đấy, như chỗ này này, keo đây, chậu chậu đây, à chỗ này mới là bài toán khó giải lại, khó giải đây. Đó các bác nhìn nào, cây này cây chậu, lại mọc thêm một cây bồ đề ở đây, cây keo được trồng nhét vào kia, đấy nhá các bác nhá. Thế mới là khó đây, các bác nhìn này, ba cây song song, cây bồ đề này chắc chắn là mọc sau cây keo này và mọc sau cây chậu kia. Cây chậu kia thì chắc lúc đấy nó cũng được 1 gang rồi các bác, bây giờ nó lại lên được gần được 80 phân, gần 1 mét rồi đấy. Thì nếu mà phát hiện có cây bồ đề ở đây thì không bao giờ trồng cây keo vào đây, bởi vì cây cây bồ đề này mà lớn, cây keo này tự dưng nó sẽ chết đi các bác. Sức 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 lớn của cây bồ đề em cũng quay nhiều video rồi các bác, nếu các bác đã theo dõi em các bác biết rồi, những cái video mà em đi quay trong đồi bồ đề ấy, chả có cây nào, nếu mà một đồi bồ đề dày không có một cây nào sống nổi luôn đấy, các bác lưu ý nhé. Bộ rễ của nó phát triển mạnh mà giá trị của bồ đề lại hơn cây keo. Tất nhiên hai dòng này là giá hơn cây kia, nhưng vì sao lại quyết định trồng cây chậu ban đầu, vì nó lớn nhanh thôi, tốc độ lớn nhanh thôi. Nó đã lớn nhanh thì các bạn, giá nó tuy rằng chỉ 1 triệu đến 1,2 triệu thôi, xô thôi, nhưng mà cây mà nó cứ tầm để tầm 5 6 năm vanh toàn 70 80 60 thì các bác cứ thấy nó sẽ được khối nhanh. Thay vì những cây keo mà chăm không tốt thì 4 50 hoặc là 30 thôi thì mất nhiều cây mới được 1 khối. Giá cao lại như thế. Mà nói thật ra thì giá keo với bồ đề mà cứ cái loại mà tầm vành 3 40 ấy, như như những cái đồi mà họ không không chăm ấy thì cũng chỉ 1 triệu 2 triệu 3 một khối thôi, thì tại sao không trồng cái chậu đúng không? Đấy nên là rất khó khăn thế, nhưng mà em khuyên các bác nên cái chậu nó lại không hại đất, và các bác nên trồng cây bồ đề thì nó cũng được. Đây, đây cây keo này cũng tự mọc bằng hạt này đó, mọc tại đây luôn, vẫn còn lá này, cây này giờ thì khó chơi ở đây rồi. Em thực sự là lúc lên đây trồng keo ấy thì bố mẹ quyết định bảo trồng keo, thì với anh chị lên trồng keo thì em không đồng tình cho lắm, bởi vì em thấy cây chậu lúc đấy nó cũng lên 50 thôi, nhưng mà nó cũng lên, thấy nó lên đẹp và nó sẽ được thu nhanh thôi, thì quyết định như thế. Thì nếu mà đợt đấy mà không trồng keo vào thì bây giờ lên khoanh hết cái này đi, khoanh từng gốc này đi, khoanh được bón phân vào đây, khoanh được bón phân vào là đảm bảo là cái phân mà lót trồng cho cây keo ấy, để bón vào cái với cái tiền mua giống cái này có 800 đồng thôi, và lót phân nữa, công trồng nữa, thì nếu mà lúc đấy mà để cái công đấy về bây giờ lên mà khoanh hố và bón phân cho cây chậu hoặc và cây bồ đề nó lên thì đấy, nó sẽ lớn rất nhanh. Video nhá, video này mục đích chia sẻ cho các bác ấy là các bác nhớ theo dõi em, bác nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, ấn cái biểu tượng chuông ấy, để sau này em ra cái video thì các bác sẽ nhìn thấy, thế được xem ngay. Đấy. Keo thì cũng không phải không tốt đâu, keo thì cây nào lên được khá là tốt. Đấy, 1 tháng mới lên được có hơn 10 phân. Đấy, lên từ đây, mọc được thêm vài cái lá. Cây gốc nó mập mập hơn một tí. Nói chung là cũng đẹp rồi, chẳng qua là khổ nỗi là bây giờ thì bỏ thì thương vương tội, vương vấn thì sau này thì chả có cây nào nó theo chọn lọc tự nhiên, thì thằng nào khỏe thằng đấy lớn nó không, mình không quyết định được nữa. Chặt bỏ đi thì chặt cây chậu thì cũng mất nhiều công trồng rồi, keo cũng vậy, bồ đề thì tất nhiên là không chặt rồi, mà thấy cây nào thì để cái đấy. Đấy các bác nhớ theo dõi, thì bây giờ sau này chắc là để cả hai cả ba thôi, để cả bồ đề tự lên thì cứ để cả bồ đề, còn cây chậu lên thì với cây keo cứ để song song nhau, sau này để so sánh. Thì bây giờ nếu mà tính ấy thì để 3 năm thôi, thì lúc đấy khai thác tỉa cây chậu đi cũng được. Cây chậu 3 năm thì nói thật ra là vanh cây nào to cũng khoảng 40 rồi các bác ạ, 40 50 rồi, thì lúc đấy là cũng có thể chặt bán được, bán thì gọi là một vườn cây được bán 2 lần. Đấy, em đưa các bác ra góc này, lúc nãy em lên em thấy một cây
cây mớ nó cũng tự mọc các bạn. Cây mớ tự mọc nó ở bên đằng này. Keo này giờ phải khoanh hố này. Keo phải khoanh hố thôi. Rậm cỏ rậm cỏ thì tốt rồi, cỏ này trâu bò này. Thấy thì phát ngất rồi. Đây các bác nhá, đây là một cây mớ này các bác. Cây mớ này mọc từ hạt luôn, đẹp luôn, mập mạp này. Đây, mọc từ hạt. Cây này bây giờ trời cũng mấy hôm nay đang âm u, nhổ đi trồng được. Cây này giờ lên 50-60 phân rồi. Xem. Đây, 60-70 phân luôn. 60-70 phân rồi, đẹp nhá, cây mớ các bác nhá. Cây mớ là giá trị nó cũng khá là cao. Lớn hơi chậm thôi. Nói chung là trồng mớ cứ phải 8 năm đến 10 năm một khối của nó. Cũng gỗ to thì cũng phải vài triệu đấy các bác ạ. Bởi vì gỗ mớ rất là tốt luôn. Mỗi tội là nó cũng hay bị sâu. Ý là ván nó hay bị sâu, còn lói nó thì đen kịt luôn, đẹp luôn. Đây, dưới này đồi chè dưới này có một nhóm bồ đề trước chặt lên nó chặt đi vì cây con nó mọc đầy lên. Bác thấy sao? Các bác thấy video em thấy chia sẻ thực tế hữu ích thì em thì những có những gì như nào thì em nói như thế thôi. Thấy hữu ích thì các bác ấn cho em nút like. Cái nút like nó rất là quan trọng, là động lực cho em. Các bác ấn một lần nút like thì video sẽ lan tỏa cho nhiều người trồng rừng để biết thêm. Làm thì cùng nhau làm. Thì cũng rất mong là mọi người chia sẻ nhiều video thêm. Đấy, bồ đề này cũng chỉ 1 năm. Đó, mọc ở dưới bãi chè thôi, 1 năm thôi các bác ạ. Cao 3 mét trên 3 mét hết rồi. Một nhóm thôi, 10 mấy 20 cây thôi. Đó. Cứ để vậy, dày như vậy cũng không sao. Vậy nhá, em sẽ xin kết thúc cái video đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Xin kính chúc các bác một buổi chiều vui vẻ. Bóng chiều tà rồi. Cảnh vật bắt đầu u tối rồi. Chim bắt đầu tìm chỗ ngủ. Gà bắt đầu nhảy chuồng rồi. Đó. Chuột cầy cáo lại bắt đầu chuẩn bị rửa mặt đi kiếm thức ăn. Vậy nhé, em xin kết thúc video đây. Tràn lan này, các bác thông cảm.